Man City đón chức vô địch ngoại hạng Anh mùa giải năm 2022-2023 bằng chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Chelsea. Man City ra sân ở vòng 37 trận đấu sân nhà cuối cùng của họ trong mùa giải với tư cách nhà vô địch ngoại hạng Anh. Huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ sử dụng đội hình phụ, tất cả Erling Haaland, Kevin De Bruyne và hầu hết các trụ cột trên ghế dự bị. Dù vậy, Man City không làm các cổ động viên thất vọng trong ngày vui. Đội chủ nhà chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Man City đẩy Chelsea về nửa sân ngay từ những phút đầu. Bàn thắng đến sớm với các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola. Man City áp đảo Chelsea dù đội chủ nhà chỉ tung ra sân đội hình phụ từ đường truyền hỏng của hậu vệ Chelsea. Man City tổ chức tấn công chớp nhoáng với hai đường truyền và ba cầu thủ tham gia. Cầu Palmer kiến tạo cho Julian Alvarez ghi bàn mở tỷ số ở phút 12. Đó là một trong 9 cú dứt điểm của Man City ở hiệp đầu tiên. Chelsea mất đến hơn 30 phút mới có cơ hội đầu tiên. Đội khách ở rất gần bàn thắng nhưng Raheem Sterling bỏ lỡ tình huống đối mặt, còn Conor Gallagher dứt điểm trúng cột. Chelsea không duy trì được nhịp tấn công và Man City nhanh chóng tái lập thế trận áp đảo. Man City chạm mốc 100 bàn thắng trên sân nhà mùa này, nhiều nhất trong số tất cả các đội bóng ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Sức tấn công của Man City giảm đi trong hiệp 2, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội chủ nhà vẫn vượt trội so với đối thủ nhưng Chelsea mới là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đội khách cố gắng tấn công và tạo ra vài tình huống uy hiếp. Giấu bé break, khi dâng cao đội hình trong thế trận không tồi, Chelsea thủng lưới lần thứ hai. Dù vậy, đội khách may mắn khi có và cứu thua. Trọng tài xác định Riyad Mahrez phạm lỗi dùng tay và hủy bàn thắng của Alvarez. Huấn luyện viên Guardiola tung dần các trụ cột vào sân, có lẽ để giúp họ duy trì cảm giác chơi bóng đồng thời giữ thế trận an toàn. Man City làm chủ trận đấu và dồn ép đối thủ trong những phút cuối nhưng không ghi thêm bàn thắng.